sao nó mượn lại phải ngồi gỡ thì gỡ nhanh mà cho đồng hồ lại gỡ nó muốn nó chạy ổn định này phải động lại đi tắt này con này đấy đi nhá thôi chưa. Mời các bạn theo dõi trận đấu giữa anh Tùng Nguyễn Văn Bo và Trần Duy Khánh trong kèo thách đấu. Hai ván phân tiền. Hòa thì đánh ván cờ trước. 15 phút tính như 3 giây. Thách đấu. Và kỳ thủ Trần Duy Khánh cầm quân đỏ, Nguyễn Văn Bo cầm quân đen. Hai kỳ thủ sẽ đánh hai ván 15 phút như 3 giây. Nếu có hòa thì sẽ đánh ván cờ trước. Anh em thưởng thức. Thank you.
chân. Cảm quá nhỉ.
bật. Chia cờ. Chia cờ. Tất cả chia cờ. Chia cờ. Đó, xin chào tất cả anh em. Xin chào bạn Phước, chào bạn tất cả anh em. Chào Nguyễn Thành Công, có phát hiện trên kênh rồi. Chào bạn Nam. Và hôm nay anh em thách đấu nhau đấy. Và tới đây thì sẽ một loạt là các trận để anh em thách đấu nhau. Để tăng sĩ khí của anh em, vì sau cái giải vừa rồi thì anh em hơi trùng xuống một tí. Xin chào bạn Giang Lên. Xin chào An 358. Nào An phải quay lại giữa giải làm trận tỉ thí. Hôm nọ thấy nghe nói là Khánh bị bắt lạt kèo hết nhiều nước lắm. Quay lại được rồi nha. Ô thắng Khánh thì khen Khánh hay này, không được rồi, anh khen hay là chết em Khánh mình. Chúng ta thấy là Trần Duy Khánh đang bị vỡ một tượng.
Ôi, xin chào cây dù xanh, chào tất cả anh em. Ở đây đang dọa bình phó ra, đang dọa phó lồng, chúng ta xem các đối phó của anh Trần Duy Khánh. Vâng, bạn Phước nói là ván này bo dễ thua, nhiều bo tự tin lắm. Nhìn khuôn mặt ở ngoài bàn đấu thì anh tự tin lắm, mà không biết thế nào. Còn Trần Duy Khánh thì cũng đang có đầu đánh chặt. Cây dù xanh chắc hồi này hơi bận, ít xuất hiện cùng anh em. Con bò đang có đòn má nhảy khá nguy hiểm.
Bạn đã chia sẻ rất vui cộng đồng mà bỏ cây dù xanh về, bỏ Hiếu Hạnh về cây dù xanh. Ván đầu tiên thì Nguyễn Văn Bo đã giành chiến thắng và chúng ta hãy chờ đợi ván đấu thứ hai của kỳ thủ Trần Duy Khánh. Tạm thời 1-0, ván này là Trần Duy Khánh buộc phải thắng đấy. Sau cặp này thì mời Trần Ngọc Anh và Lưu Văn Dũng vào đánh riêng kèo. Sao của anh Dũng ông đánh được thì thôi, thì không phải vào đội hình thi đấu nữa. Thi đấu bảo với em thi với. Và hai kỳ thủ sẽ đổi bên. Và Trần Duy Khánh ván này sẽ cầm quân đen. Đừng xe cả mất tượng giữ ngựa. Thank you.
là nó đã thu rồi, đánh thế thôi, thằng xe này ăn ngờ phải mã này để chém cho chém tốt cho nó đâu đi chém vào đây tốt thua có mã này thế người ta mới phải cả đào tượng chém ngựa thì chém ngựa cả đây giữ ngựa đúng không, ăn ngựa cứ đi ăn ngựa này. Ủa, phế xe như thế ngựa thì người ta cũng ăn ngựa đi, ăn thì người ta ngựa trước thì ăn ngựa sau, sau trước cái gì thì anh mày anh lái xe vào cảng đúng không? Ờ thế là xích xe người ăn mã đi, ăn mã rồi thì kia ừ. Xe ăn ngựa này thì ăn xe được người mã, ăn xe được ngựa này á? Ờ ăn xe vào mũ à vào ngựa đang vào cảng. Ờ mày ăn tượng lên tao bình sao chiếu ăn xe mày tao vẫn ăn hơn pháo ừ. Sao đây người ta không nhìn thấy mà thu mẹ xe rồi ngồi thế rồi cho về mai nằm nghe nhau cần đấy xe một ngựa thì hai ông này nằm dùng cao thế này là một anh này chụp được thành tích thì chắc làm gì anh hôm nay em dốc lũ một năm như em nổi tiếng YouTube không được đánh cao hơn cái bản chất. Rút cao rồi, rút cao cao hơn. Nghe nghe đúng không? Dạ. Yeah. Rút cao rồi cũng rồi, cao cao ra cái tin ấy không? Cơ còn được thật là được chấp. Không nghe thấy từ bé là toàn đi ra đường lại chấp. Chấp ai bây giờ? Anh Tuấn Sạch anh cũng anh thắng bảo là phụ thủ vậy. Cơ gì này kiểu gì? Chớp. Sài Gòn à? Ừ. Sài Gòn anh chấp là tao chịu được anh. Úp cờ chậm chấp anh trên dưới cái gì úp bắt ờ chấp anh trên dưới bạn trên bạn dưới bạn coi nếu mà dám dăng kèo mẹ chớp anh bắt anh lại đánh kèo được mất tiền năm năm thì cũng bắt không đánh cũng cao cũng sài gành cũng cao lại còn là sài năm năm mất tiền anh lại chém lại. Hôm nay anh bò rồi, khoảng hơi sâu, chương trình sâu. Không sau là chương trình nữa nhỉ? Sâu. Đây bây giờ đi tìm nhé. Anh chào anh, anh té đi. Được, đi uống chắc. Chưa được một người. Anh cũng không muốn được gì. Để em là bò suốt từ 5 giờ chiều. Phải không đấy? Ê, công bảo là gì vậy? Em yêu lắm. Ý là không ra xoáy đấy, ra xoáy đúng không? Nói nhá. Ý công là xoáy bây giờ. Công bây giờ nói... Ông ở nhà trong cái con cái khu bảo. Nói xấu rồi, khu bảo đừng nói xấu anh em. Nói tốt đấy nha anh em, đừng có nói xấu anh em ở đây. Nhưng khu bảo thì tôi vừa chứ giả. Cứ phải nói tốt anh em hả? Công tất nhiên tốt rồi, có điểm gì xấu đâu mà. Người nào thì chẳng có điểm. Đúng không? Nếu như nhìn cái răng không ai hoàn hảo cả. Nhìn cái răng người rất là bị chê rồi, thì khó lắm. Tạo nên giả. Cửa trên ấy, mình như là chỉ cần hoa là thắng, biết đánh rất là tồn, cơ gì mà nhanh á. Chị trẻ đi cánh khoa. Bóng lên, nhìn mình hiểu cái quả. Lại một bộ cuối tháng đi ngay.
cuối tháng anh em chắc là tuần sau ấy nhở, tuần sau là đến cuối tháng đây này anh em giải đồ bộ chưa? Đây hình như tuần sau hay sao ấy. Nhớ tuần sau 28. Sợ gì? Chiếu. Tăng tướng. Cái này. Sợ gì? Mà đạo dừng dựng. Đi xe hàng hành. Đi xe hàng hành. Đi xe hàng hành. Đi xe hàng hành. Anh lên mã à? Anh lên mã thì đổi xe mã thì còn bị đổi xe hai mã. Đừng đi quân. Mọi người đấu luôn pháo đi. Được bắt cũng được. Mọi người nào? Mọi người đấu pháo. Có. Bắt pháo xuống pháo đi. Bắt xe ngựa. Bắt ngựa kia, anh ăn ngựa kia. Chạy mã đi. Bắt pháo đi, pháo đầu. Bắt đầu chạy luôn. Mở căng luôn khỏe như thế. Mã này nó dựng cái đầu. Cái gì? Đó. Anh bay ngựa lên đầu pháo hay sao? Pháo một vật anh ăn xe ngựa. Phải bắt ngựa kia không? Không ăn, tao bình về mã từ những cái đầu từ nó bắt pháo ấy. Thoái mã về là lép. Đánh bằng cửa đỏ là lép. Chả đi lép. Không nhìn cảm giác thế thôi, bằng cửa lép luôn. Thật sự. Anh em lưu ý, không được tác động đến tâm lý kỳ thủ. Mình dũng này là anh thấy thủy bình. À,
cơ quan mà những phải hay tự phê em chúng ta là phải mình đảng viên mà phát huy tinh thần phê và tự phê. Thế các đồng chí lưu ý từ cao ra vừa phân thần lắm nghiệp phòng chứ phải thích cứ giả vờ đấy thôi em mới tập trung cơ à, thế này kinh lắm em mới chơi thật à, không phải mới chơi bỏ lâu rồi chiều này Khánh được đại cà phê rồi thấy được đại cà phê rồi gì lắm ngon đấy. Thời gian của hai kỳ thủ còn rất nhiều, chúng ta hãy chờ xem nước xử lý tiếp theo của kỳ thủ Nguyễn Văn Bon. Ơi, người sao cứ không sợ không với tôi vừa bắt đầu nói tiếng khác do mình bị phạt cái điểm vậy của mình ăn cắp thì vừa rồi thỉnh thoảng có một số bài hát dính vào cái ấy là đều bị gửi là cái phần đấy nó cứ chạy vào người ta nếu không dính người hát thì phải ta tính bản quyền của bên kia ví dụ ông mà hát chẳng hạn thế là vì là ông mà là ca sĩ là sẽ tính bản quyền đúng không? Ô thật mà hay quá nhỉ. Đấy, ngưỡng cửa chiến thắng khó khăn. Rồi dỗi đi à em ơi. Dỗi à? Dỗi à? Chú giờ đang bầu thì có chuyện dỗi.
xin chào tất cả anh em, là một lời khuyên rất hay. Còn Phước đang tư vấn cho Trần Duy Khánh. Rất tiếc là Trần Duy Khánh chưa nghe được. Nó xin chào bạn Hoàng Hải Đăng. Nước này Trần Duy Khánh buộc lên xít rồi và nước bình pháo ra đang dọa chiếu rút rất cơ bản đến từ nước con bò. Nước theo sĩ là rất hợp lý, tiền đưa Trần Duy Khánh vừa xuất tương ra thì sẽ bị đòn bình có sang có 8 có 7 bình 4 chiêu tướng thì rất nguy hiểm. Bạn em mà cô đụng mình mà nằm như này tuyệt vời. Cô đụng mình rồi,
là về điện về cao mấy tầng. Chiêu trọng thôi. Điều gì cho các đoàn đấy? Có cán bộ chiêu. Đang được rồi. Khi nói anh được hai lời được ngay mà. Thôi đỡ đi. Lẹp rồi. Phết nhỉ. Không ăn xe đi nhỉ? Đấy này, ăn này. Ăn này. Đi ăn pháo đi. Ôi trời lỗi vãi. Thế nhưng mà vẫn chưa có chưa có. À, đúng cây à? Chưa có. Chỗ này đang ngon này, đi ba năm qua rồi. Đáng phết. Ờ, tôi bo mời khách cà phê chứ hả? Tôi gọi nó ra mời ông cà phê vậy chứ không. Người này đâu hay phết. Mình mất rồi. Tôi sạch đây. Không phải đấu luôn á. Có thắng của bố. Bàn cờ đang khỏe. Nhìn khó thắng cây với cả đống ra. Người này chỗ nào không? Người đây đúng không? Xuống đây. Bay đây. Vật đây vật đây ăn cướp cả mặt đây đánh mặt bên này vật cũng được tất nào trận đấu đang hỏi mày đây là mày đánh mày chạy ra đây là mày bị mất tiền rồi tăng nặng đầu cây mày văng ngựa mày vừa chạy cục luôn mày đánh người ta luôn sao có sao đâu thì anh đang nói thế tự nhiên Khánh Bình ở đây tự nhiên cả lộ thoái về dính rồi có làm thế à em thật đi vật đi ăn đây ảo quá nhỉ chạy đi
Có lý. Đây đi ăn đây đi, hết đuổi bàn cờ muốn ở ruộng cửa trên. Có lý. Đây mình dễ đây chiếu vào Thảo à? Chiếu vào tướng. Bảo tướng cái tiền. Tiền cái gì? Ô vào đây Khánh ăn vỡ tưởng rồi, tưởng chơi đánh được rồi. Đánh ra mới phải đánh ra. Chúng sẽ giữ và được phá một tượng. Còn gì? Bắn cơ đang cô như này đừng ngựa thoáng. Cô dưng quá. Bắn cơ đang cô. Bắn cơ cô. Bắn cơ cô. Bắn cơ cô. Cô với khách xe vào. Ngang hai nước đi. Nhà Bo có về không kìa? Đấy. Anh không chỗ này. Thôi ra thế hai ông giúp ông quay có đánh ra thì vào trong vào. Thì dọn ma thì đã hay không? Hay là chỗ này mình tìm nó hay không? Chưa hướng được gì. Bo. Dạ. Trả đá nha. Anh có nước gì không? Xong rồi đấy. Tính cho Khánh có nước thôi gì không? Đành liên tục đỡ được cái bàn cờ đấy. Cho anh cứ uống nước. Không. Rồi anh xem cô đấy. Này. Từ nó đi. Này á. Vâng. Anh biết anh sẽ xúc động. Thứ hai ông có đánh không thì còn thoát nào. Bo thì ông có thịt to không? Đây nào. Có đánh Ngọc Anh không? Không tắt đây. Không bị ngáo ở đây, lá xe vào đây. Được rồi. Nào hai ông này vào đánh kèo 15 phút tiếp đi xem. Đánh hẳn như 15 phút. Hả? Dồn con này cũng bị mà con đi xe này tách pháo đầu ra. Bây giờ 11 tách đầu ra luôn, tách soi hẳn luôn pháo. Mình muốn rồi con. Mình muốn rồi con. Đâu bây giờ á? Đâu bây giờ? Chỗ rồi thì được. Anh tuôn khóa đầu ra thì được. Đây đúng này. Anh đúng có một nước gì ạ? À, có chanh. Anh đúng bác. Đấy rồi luôn. Anh đúng không? Cái này nhiều tiền thế à? Được. 20k nhiều tiền. Đấy, đấy, chỗ này khả năng là chỉ tách khóa đầu ra này. Chỗ này này. Tách làm gì đến đây được rồi đúng không ạ? Ông đang đánh người ta thế này. Cái chỗ này này. Chỗ này là đẹp lắm. Cơ bàn cờ, ta đi tiên đến như này rồi. Con có bảo chỗ này đang hết ở nhà luôn. Ờ. Anh chớp giúp mình. Anh giúp anh xong, chớp anh giúp được. Hả? Bắn là cái ông kìm mà. Ông chơi để chơi kìm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chấp lại gì chưa? Ông mà chạy nó bao giờ cũng mà chạy pháo vào tài sĩ là lép rồi. Đúng cào. Đúng. Đấy đến chỗ này là thì nên được pháo mới có đầu ra. Đúng mà không vào đây thì không giữ được. Không giữ được. Muốn chưa? Muốn chưa? Không nhưng mà để cho người ta chuẩn bị 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 cho người ta chuẩn đấy chứ tôi ấy nhầm để họ chạy vào đây. Đây là tôi tách luôn pháo đầu ra thì ngon này. Chứ đúng rồi, chứ đấy tách pháo ra là tách luôn pháo đầu ra đấu ngay cả này. Đấu tượng nó lên đâu quá. Vừa tôi chạy đây họ lên đây để chủ yếu tôi ăn con này bắt mã này. Anh đi thế nào nhỉ? Thì chỗ này thì mình phóng ra đầu á. Ừ, chỗ này là mình đi. Bây giờ rồi con. Chỗ này hình như mình này vừa nãy mình đi nước nào mà họ chạy vào đây nhỉ? Chạy mã đi à? Sĩ ngược rồi, sĩ. Sĩ bên kia gì à? Đúng rồi, sĩ đang bị soi cụm liên tục từ lúc đầu. Không, chưa, chỗ này là lên để chạy vào đây. Thêm vào con ngựa đây này. Ừ. Tượng đang chân lên, tượng đang ở dưới. Ở đây. Tượng đang ở dưới. À, đúng rồi, ở dưới này. Đây. Con ngựa này mã từ đấy ở đây cái này mình đi nước nào nhỉ? Bây giờ
tham ăn con tốt này này thì mới bị vào đây giờ cô. Lúc đấy lại em xe ăn tốt. Ông mẹ đòi nhảy qua đầu con tốt của nó. Đấy, của mình ăn uống tướng ở ngoài, ăn xe ăn tốt. Đây ăn xe ăn tốt. Đấy, cô không nhớ hình gì cả. Ăn xe ăn tốt đúng rồi. Xe các bạn đứng ở lộ đấy rồi bị pháo đầu ra, rồi đầu pháo ra. Đấy, ông Tuyền á. Đánh như kia là ưu rồi. Mà không là đánh là tự mạng trước. Thế đây ông Tuyền đánh á. Bằng cơ mình đánh bị lạc hết như này rồi thì đánh về sau đủ bay hòa gì đâu hơn mỗi ấn tượng. Rồi giờ thì mình viên sinh nhỉ? Đó, đứng cho mà đánh. Có mặt kêu mới đánh. Thôi đó thôi ạ. Đánh như kia là mình phản tiền, mình cướp tiền nó liên tục. Ép nó vừa đấu mà mình vừa đánh. Nó phải chạy cây. Lâu lâu bỏ cờ nhìn mắt mà nhìn hình đánh nhanh phát cái đùa cho tạm biệt nhá, tạm biệt anh em. Lấy em rồi sát thẩm hay đang thẩm hay khách béo làm gì không bây giờ đây làm tí mu làm cay ai đang say rồi nó mày ngồi hết mày là ngồi bạn rồi cay làm gì vậy. Nào, cái gì đây? Quay hay thua lắm. Đó, ông này quay không hợp với quay. Sai rồi. Hai ông này không hợp quay. Quay không sắc khí. Sai đi. 5 phút hả? Nào, đánh 5 phút thì cho nó quay. Không cho 5 phút anh không đánh được. Đánh như vậy không anh 5 phút. 10 phút. 10 phút. 10 15 phút. Rồi cho kèo khác cho mình gỡ nhá. Có anh em xem một đoạn 10 phút hai cái thủ này. Quay làm gì hay thua lắm. Ông thử xem nó có thay không có anh đánh cao lắm rồi anh đâu đánh cao à Pali anh đi chỗ đấy có mặt tứ đâu mà lại thấy thua nhiều thua thở chết đi à mười phút có mà thay ông thuộc lắm có tin đúng không thay của ông thuộc em thay của ông thuộc lắm rồi. Vâng anh em nhiều khi bị quay là bị hơi ngại nhưng vì cái máy quay nó đang để ở bàn cứ để một lúc anh em xem tự nhiên tôi định tắt nhưng mà cứ anh em cứ xem tự nhiên một lúc các bạn nhé. Đánh như thế thì của em chơi về thì qua cái người mời đi chơi cái trước kèo kia phải coi này đấy cái hay không? Vui lắm hết. Em ở đây gặp bộ việc cửa. Kinh giá nhỉ, việc là thiết đó. Đúng thì là nhiều việc, giặt với viên bộ là để nhiều việc. Việc làm việc. Em lại em về chứ. Ừ, về đúng em về à? Đấy, cái đó. Nhìn cho xin cô đá không nhìn ngủ luôn tại chỗ bây giờ em xin anh chặt đá luôn có cây cũng đang làm ăn gì đấy bên đóng gì đấy.
là có tin nhà có tin nhà vừa mất xong vài gì tam phuồng sợi dây thừng và tượng một tiếng
xem lên phòng không nào. Xem mã đấy. Ai chà. Nhầm này. Nhầm gì đâu mà nhầm gì đâu. Nhầm gì đâu đấy mà. Nhầm gì đâu, ăn một cây cũng nhầm. Được cả tích lũy mà. Ờ, có tích lũy cả. Ừ. À, thì tích lũy thôi rồi. Giao dở. Không bị sợ nữa. Có tích lũy à? Để đấy, các cái lực lượng. Ok. Chết rồi, mày thấy cao quá nhỉ. Bắt đầu cao quá. Cli. Bấm lại đi.
Nóng vào đầu. Xong ăn tốt lên. Ăn ra đè pháo lên lên. Để đây. Lên người bình thường. Cái này khó chịu hơn này. Không chịu Khánh. Đi đâu rồi?
Xem xem rồi. Hả? Bút pha đánh cao mà. Mã mình phải đi kia. Bút pha đánh cao mà. Mã mình phải đi tiên, nó đi tiên. Bịt với nhau. Không dám thi đấy, không dám đi ra chiến trường. Vài người đi chưa thua mà thằng lớn nó có đi làm vậy, nó có xin đi làm vậy. Bạn này đánh đáng hết nhỉ? Anh ý thích cô cũng hết rồi thôi. Xin lỗi. Ăn pháo không muốn ăn. Cứ ăn gì chứ ai nói gì đâu. Đó là một quân này. À. Ủa, hết giờ rồi này. Có đi làm gì nữa? Hết giờ rồi à? Hôm nay đã cục đâu nhỉ? Cục luôn sao được, ăn hơn cây thôi. Này khó đánh thôi, này ăn lên xuống, chiếu xuống. Phần bên này thì anh kém cây, bên này khó đánh. Ở đây cũng được. Đây ăn vào. Khó đánh thôi. Ủa, nghe hết cờ đánh nào đi. Muốn tới thì ăn lên. À, ừ, ăn bớt đi thì hơn đôi sĩ được rồi, không được nhiều thì. Cả đấy đấu phá thì hòa. Hành vui thôi, đấu phá thì hòa nhất. Ừ, sao rồi? Thank you.
cho là tâm phát thì đi đâu. Cho tâm phát đang chờ xe. Tâm phát đang chờ xe. Đúng, xin chào bạn Trần Văn Tùng, chào tất cả các bạn. Rồi, hai anh em mảnh chắc phải một lúc nữa thì nghỉ, chắc phải 11 giờ nghỉ. Sao quay quay đường cờ nữa các bạn. Muốn làm gì này? Xuống cho phải luôn. Chia sẻ anh là tìm người đúng tốt à, tôi chẳng luôn
bỏ đi, cứ nói làm sao đâu. Chém đi. Anh làm cái gì của anh mà? Chắc anh được gì chứ? Không phát đi. Luôn bỏ luôn. Thank you.
Mình nhỉ. Chiều bên nay không chiều. Đi ra cửa. Ừ.
xuống. Chưa làm rồi. Nhầm cái gì nữa. Sắp hết giờ rồi không nhầm được ạ. À, về sĩ đây, về sĩ đây. Nhầm hơi về sĩ. Không sao ạ. Đi nhầm tinh nhỉ. Chiếu về. Chiếu được chiếu bắt sang về ăn hơn lắm mình. Không sao. Nhầm nhiều quá. Chả nhầm được. Sao cả. Thắng nó giao được. Cái khó thắng rồi. Không thắng. Khó thắng chứ không phải không thắng được mà khó. Ăn hết tốt rồi thắng không giờ không sao được. Khó rồi. Đây. Quá khó luôn. Giờ. Khó Đồng Tháp luôn. Đây bắt cây mình à. Được rồi. Đây thì khó quá chứ không phải khó. Chiếu. Hôm nay em do thắng khí à? Khí cây à? Khó thắng lắm. Vẫn thua rồi. Ăn sạch bạn chẳng rồi. Màu đen, màu khánh màu đen. Vừa thắng cái đang cuốn rồi. Cuốn rồi. Tình cuốn. Nhận là cuốn. Thằng hồ. Cuốn. Những phút này nó kỹ chết rồi. Phải xài mã đánh thì ai mấy cái hai đó. Đỏ thế rồi đỏ. Anh có 2 phần rồi, chúng ta anh tình thắng. Thử tế thì không thắng được, chúng ta tình lại thắng. Em đến tính. Tình lại thắng. Bắt xe nó chạy, xe nó ăn luôn. Ôi, thắng là thật thắng. Đẹp lắm. Rồi, chào anh em nhé. Đẹp.